Chào bạn, chúng ta đã học các dạng giải toán về nhiều hơn, ít hơn, hơn kém nhau một số đơn vị rồi. Hôm nay, chúng ta cùng vào bài học mới về tìm một trong các phần bằng nhau của một số. Mục tiêu của bài học này là giúp chúng ta biết cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số và vận dụng để giải các bài toán có một nội dung thực tế. Bây giờ chúng mình cùng vào bài học nhé! Dị có 12 cái kẹo. Dị cho em 1/3 số kẹo đó. Hỏi, dị cho em mấy cái kẹo? Bạn phải hiểu được chỗ này thì mới làm được nè. Chị có 12 viên kẹo. Chị cho em 1/3 số kẹo đó. Chỗ này có nghĩa là chị có 12 viên kẹo. 12 viên này sẽ chia làm 3 phần bằng nhau. Lấy một phần này chính là số kẹo mà chị đã cho em đó bạn. Bạn hãy nhấp vào tóm tắt để xem sơ đồ tóm tắt nhé. Xem xong, bạn nhấp vào bài giải để tìm số kẹo mà chị cho em nhé. Rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Một phần tư của 24 lít là bao nhiêu vậy bạn? Mình sẽ gợi ý cho bạn nhé. Một phần tư của 24 lít có nghĩa là 24 lít đó sẽ được phân chia làm 4 phần. Để biết được một phần bao nhiêu lít, ta nên thực hiện phép tính gì đây? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Một cửa hàng có 40 mét vải xanh và đã bán được 1/5 số vải đó. Hỏi, cửa hàng đó đã bán mấy mét vải xanh?
Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.